Ngày 23 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban dân thị trấn Crong Năng, huyện Crong Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc rắn độc vào nhà cắn một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 9 tháng 8, người đàn ông 37 tuổi, ngụ thị trấn Crong Năng, nghe tiếng con trai la hét vì có rắn bò vào nhà nên tỉnh giấc, dậy đuổi đánh con rắn. Trong lúc thiếu đề phòng, người này đã bị con rắn cặp nia cắn vào chân. Ngay khi vụ việc xảy ra, người thân đã đưa nạn nhân đến trung tâm y tế huyện Crong Năng cấp cứu, sau đó được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, rồi chuyển về bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị. Đến rạng sáng ngày 23 tháng 8, nạn nhân đã tử vong. Theo lãnh đạo Ủy ban dân thị trấn Crong Năng, vào đêm xảy ra sự việc, có hai con rắn cặp nia bò vào nhà. Người đàn ông nói trên đã đánh được một con còn lại bỏ chạy. Theo các chuyên gia, tâm lý chung của nhiều người là hoảng loạn, la hét và cố gắng đuổi đánh hoặc bỏ chạy khi thấy rắn trong nhà. Tuy nhiên, tấn công hay bỏ chạy đều không phải cách xử lý tốt khi gặp rắn. Điều này thậm chí có thể tạo ra tác động ngược, khiến rắn tấn công lại những người trong gia đình, nhất là trẻ em. Cách tốt nhất khi phát hiện rắn, người dân cần quan sát và thông báo cho người xung quanh. Nếu có trẻ em, hãy đưa trẻ cách xa khu vực có rắn và dặn không được đến gần. Trường hợp các loài rắn độc dễ nhận biết như rắn lục đuôi đỏ, hổ mang chúa, cạp nong, cạp nia, hãy chuẩn bị găng tay, mang ủng nếu có sẵn để tránh bị rắn cắn. Sau đó, có thể dùng gậy dài và nhẹ nhàng dọa đuổi chúng đi. Nếu rắn vẫn nằm yên trong hốc nhà, kẻ tủ hay quấn trong chăn, hãy để yên và đừng động đến chúng. Cách tốt nhất là gọi người có kinh nghiệm đuổi rắn để cùng giải quyết, không nên xử lý một mình. Thời gian gần đây thì số ca bệnh sởi nhập viện tại các cơ sở y tế tại thành phố Hồ Chí Minh không ngừng gia tăng, khiến nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng rất lớn. Từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số ca sốt phát ban nghi sởi được ghi nhận tại thành phố là gần 600 ca. Và trước tình hình ca bệnh không ngừng gia tăng, Sở Y tế kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công bố dịch sởi, nhất là trong bối cảnh năm học mới đang cận kề. Đánh giá của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, các địa phương phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Sóc Trăng, Bình Phước, Kiên Giang, nguy cơ bùng phát dịch sởi là rất cao. Đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung các bệnh viện tuyến cuối nên dự báo trong thời gian tới, số ca mắc sởi ở các tỉnh thành phố khu vực phía Nam đổ về sẽ tăng. Và trong bối cảnh năm học mới đang cận kề, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố công bố dịch sởi, đồng thời triển khai kế hoạch ứng phó. Trong khi chờ Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch phòng chống dịch, ngành y tế chủ động triển khai các giải pháp hạn chế sự bùng phát diện rộng của dịch. Theo đó, triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi, khuyến khích các bệnh viện lập danh sách trẻ bị mắc bệnh mãn tính, bệnh nền đang được đơn vị quản lý và tư vấn tiêm chủng cho trẻ nếu đủ điều kiện. Thưa quý vị, Tuyên Quang là một trong những địa phương đang phải chịu ảnh hưởng lớn bởi mưa lũ. Tính đến thời điểm này, nhiều tài sản và hoa màu của người dân đã bị hư hỏng phá hủy. Chính quyền các địa phương đang huy động nhân lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai nhằm sớm ổn định cuộc sống. Thống kê mưa lớn kéo dài đã khiến 14 ngôi nhà của người dân bị hư hỏng, nhiều diện tích cây nông nghiệp bị ảnh hưởng. Trong đó thì có 7 nhà dân ở huyện Lâm Bình bị đất đá sạt lở, thiệt hại từ 50 đến 70%. Ngoài ra, trên 45 hectare lúa, ngô và rau màu, 5,5 hectare cây keo, 2 hectare cây trồng hàng năm bị ngập úng, đổ gãy. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại các huyện Yên Sơn và Na Hàng đã bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Trước những thiệt hại nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, bám sát tình hình mưa bão, không để ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của người dân. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố Hà Nội đang có 2 đoạn tuyến đường sắt đô thị được đưa vào hoạt động thương mại là tuyến Cát Linh - Hà Đông và đoạn trên cao của tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội vừa mới được vận hành. Tuy nhiên, có một thực tế dễ nhận thấy, ngoài những điểm tích cực về hiệu quả khai thác, thì các dự án đường sắt đô thị này vẫn còn đang tồn tại nhiều bất cập. Trong đó thì yếu tố kết nối hạ tầng giao thông tạo sự thuận tiện cho người dân vẫn đang là một điểm nghẽn. Chị Nguyễn Thị Huyền ở Thanh Oai, Hà Nội, để được đi tuyến đường sắt đô thị Cát Linh, Hà Đông, sẽ phải di chuyển bằng xe máy để đến ga Yên Nghĩa, tức điểm đầu của tuyến, với quãng đường lên tới hơn 10 km. Theo chị Huyền, chính việc phải tìm phương tiện đi lại giữa các điểm nhà ga đã khiến người dân gặp không ít khó khăn,
đồng thời tạo tâm lý e ngại cho người dân lựa chọn loại hình phương tiện công cộng mới này để di chuyển. Mình muốn đi xuống Hoàng Mai chẳng hạn, hoặc là đi xuống sâu hơn nữa thì nhưng mà điểm cuối cùng thì chỉ lên đến Cát Linh thôi. Nên là nhiều khi là mình đi vào thành phố thì cũng lại muốn, mặc dù là muốn đi bằng phương tiện công cộng đấy, nhưng mà di chuyển như này thì thành ra là nó cũng mất quá nhiều cái lần phải xuống xe ấy. Từ nhà mình đi đến đây, nghĩa là mình lại vẫn phải đi bằng một cái phương tiện xe máy khác hoặc là một cái phương tiện gì đó, đúng không? Thì có phải rằng là việc đi lại như thế nó cũng khá là, như ví dụ như nhà mình ở tận dưới Thanh Oai, mình đi lên đây cũng phải hơn 10 cây. Thì sau đó thì mình lại phải đi vào đây. Hay thậm chí theo nhiều người, nếu không đi lại bằng xe máy, họ cũng phải di chuyển bằng xe buýt với nhiều tuyến khác nhau mới có thể đi đến điểm nhà ga mong muốn. Em đi từ Xuân Mai, Chương Mỹ ra đến đây đi xe buýt ạ. Và em lên ga và em đi từ ga Yên Nghĩa đến ra ga Cát Linh ạ. Em cũng mong muốn là cải thiện thêm, là sẽ có tuyến tàu nó sẽ mở rộng thêm và ở những điểm khác để cho mọi người thuận tiện đi lại ạ. Mỗi sáng tại điểm nhà ga Yên Nghĩa nằm trên địa bàn quận Hà Đông, hàng trăm người đi xe máy đến đây và gửi lại bãi trông giữ xe được cấp phép gần đó để tiếp tục sử dụng đường sắt đô thị trên cao. Tuy nhiên, theo người trông giữ phương tiện, bãi xe mỗi ngày chỉ có thể trông giữ được khoảng 400 tới 500 xe máy vì lượng gửi xe quá đông. Đấy, chủ yếu nói chung là đây cũng nhiều lắm. Đây là ví dụ đầu sáng thì là có ông bà già đi kiểu như khám bệnh. Đấy, học sinh, sinh viên. Và nói chung là nó chủ yếu là người đi làm. Mình đây cũng tùy ngày, cuối tuần thì nó vắng. Đấy, ngày thường này thì chắc tầm khoảng là hơn 400 hoặc là 500 một tí. Đấy. Thì ngày xưa thì là cả ngày không có đầy đâu, nhưng giờ thêm ngày thì cái tầm này là 8 rưỡi 9 giờ là coi như là bãi là kín. Cũng chính vì việc di chuyển đến các điểm nhà ga còn gặp nhiều khó khăn, phải thêm phương tiện khác đã làm nảy sinh thêm nhiều loại hình dịch vụ mới như dịch vụ xe ôm tại các điểm lên xuống hoạt động nhộn nhịp, hay thậm chí gần đó không xa tại ga Văn Khê còn phát sinh các điểm trông giữ xe máy trái phép mặc dù có biển cấm của Ủy ban Nhân dân phường Phú La. Các điểm trông giữ xe trái phép này không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn không được bảo đảm về giá cả. Các cái điểm xe tự phát như này thì thực ra là nó không đảm bảo, tại vì là họ không được các cơ quan nhà nước người ta đồng ý ấy. Thế nên là nếu mà thực ra gửi xe mà tự phát như này á, thì cũng khá là khó khăn, tại vì phương tiện ví dụ như là mình đi xe máy đến đây nó là cả một cái tài sản rồi, nhưng mà cái người mà trông giữ đấy hoặc là ví dụ như là cái giờ giấc của người ta cũng không đảm bảo nữa. Bởi vì ví dụ như nếu như mà như ở đây thì là bến xe thì mình có thể mang vào bến xe mình gửi thì nó sẽ yên tâm hơn. Nhưng mà ở các cái điểm khác, cái vì mình cũng đã thử đi ở các điểm khác rồi, thì cái việc mà để gửi một cái phương tiện để lên xe thì nó cũng khá là không hợp lý. Trước thực trạng trên, vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có điều chỉnh luồng tuyến các tuyến xe buýt nhằm tăng cường kết nối, trung chuyển hành khách cho hai tuyến đường sắt đô thị. Tuy nhiên, có thể thấy cho tới thời điểm này, việc kết nối hạ tầng giao thông cho đường sắt đô thị vẫn còn rất nhiều hạn chế. Một khi vấn đề này chưa được giải quyết triệt để, thì những dịch vụ trá hình không phép vẫn sẽ tồn tại và phát sinh nhiều bất cập.